bí mật giấu kín suốt 50 năm của người đàn ông được Google vinh danh, Nicholas Winton, hy sinh đáng nể, tới lúc bị vợ phát hiện mới gây ngỡ ngàng. Trong thế giới có rất nhiều kiểu người, với đủ kiểu tính cách khác nhau. Có người thẳng thắn, bộc trực, có người nhút nhát, sống nội tâm. Có người đặt quyền lợi của bản thân lên hàng đầu, nhưng cũng có người sẵn sàng hy sinh vì quyền lợi của người khác. Người đàn ông trong câu chuyện có thật sau đây là một minh chứng điển hình để chứng tỏ rằng luôn có những lòng tốt vượt ngoài tầm tưởng tượng của bạn. Năm 1988, trong một hội trường sự kiện của đài truyền hình thông tấn nước Anh, một ông lão 79 tuổi được mời tham gia một chương trình cùng với vợ mình. Ông bình tĩnh ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng, gương mặt hiện vẻ hiền hòa, an tĩnh. Đột nhiên, ngay giữa chương trình, tất cả khán giả xung quanh như nhận được tín hiệu nào đó, họ đồng loạt đứng dậy, cùng nhìn về phía ông và mỉm cười đầy cảm kích. Không ai nói gì nhưng dường như còn có người lặng lẽ rơi nước mắt. Ông lão ngạc nhiên quay đầu lại trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vài phút im lặng, một tràng pháo tay nổ ra như sấm giữa hội trường. Hóa ra, bản thân ông lão đã che giấu một bí mật lớn. Điều này được ông giữ kín trong suốt 50 năm mà không một ai hay biết. Ông tên là Nicholas Winton. Năm 1938, khi còn là một thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết, ông mới 29 tuổi và làm việc tại Praha, ở Séc. Đó là giai đoạn mà chiến tranh thế giới đang có nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng khắp châu Âu, nhất là Séc. Ông Nicholas nhận ra những khó khăn và nguy hiểm mà con người đang sinh sống ở Praha có thể sẽ phải đối mặt. Những đứa trẻ Do Thái sẽ là nạn nhân chịu nhiều thương tổn nhất nếu phải gánh chịu hậu quả chiến tranh. Ông Nicholas nhận thấy mình không để khoanh tay đứng nhìn tình cảnh ấy diễn ra. Ông đã dùng toàn bộ những gì mình có trong tay để lập kế hoạch giải cứu khổng lồ cho những đứa trẻ tại đây. Theo dự định của ông, chúng sẽ được âm thầm đưa tới Anh một cách an toàn. Hoạt động nguy hiểm đòi hỏi ông Nicholas Winton và những người tham gia phải bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị. Họ lên kế hoạch quyên góp tiền, tìm gia đình hoặc một địa chỉ uy tín nào đó tiếp nhận những đứa trẻ. Thậm chí phải tạo dựng các mối quan hệ và tài liệu giả mạo để mọi chuyện chót lọt. Vào tháng 3 năm sau, những chuyến xe lửa rời Praha đã đưa theo tổng cộng 669 đứa trẻ tới một miền đất mới. Đó là nơi mà chúng được lớn lên, trưởng thành và sinh sống trong môi trường an toàn. Trong gần 50 năm sau đó, không một ai biết về những gì mà ông Nicholas đã trao đi, cho dù đó là vợ ông. Mãi đến năm 1988, trong một lần dọn dẹp kho cũ, bà mới vô tình phát hiện ra những tài liệu, thư từ liên quan tới công cuộc giải cứu táo bạo này. Theo thông tin được hé lộ, bà tìm ra một phần danh sách của những người được giải cứu thuở đó. Cùng với chương trình Task Life của Anh, họ tổ chức một cuộc đoàn tụ đầy cảm động cho ông Nicholas và những đứa trẻ năm xưa. Khi MC chậm rãi dẫn dắt về câu chuyện cũ, cô bỗng nhiên hướng đến toàn thể khán giả và cao giọng nói: "Xin hỏi, ở đây có ai đã từng là đứa trẻ được ông Nicholas Winton cứu hay không?" Cả hội trường đều đứng lên trong sự ngỡ ngàng của ông cụ. Hóa ra, những đứa trẻ hồn nhiên, ngây ngô của ngày ấy đều đã ngoài 50, rất nhiều người cũng đã bạc trắng đầu. Nhưng niềm biết ơn dành cho ông Nicholas Winton thì chưa bao giờ vơi bớt. Trong số hơn 600 đứa trẻ, có những người đã trở thành chính trị gia, nhà toán học, nhà di truyền học trẻ em, giáo sĩ trưởng. Cũng có người làm nhà thơ, nhà làm phim, nhà báo, tác giả. Ngoài ra, còn có hơn 370 trẻ em chưa bao giờ được nhận dạng. Có thể đến tận bây giờ, họ vẫn không biết mình đã được giải cứu như thế nào, ân nhân của mình là ai. Nhưng nhìn chung, tất cả đều đã có một cuộc sống riêng, được tự lựa chọn cách thức trưởng thành và khôn lớn mà không bị chiến tranh ảnh hưởng. Sau khi câu chuyện được hé lộ, cả thế giới đều nghẹn ngào trước hành động nhân nghĩa của ông. Năm 2003, ông được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì những phụng sự cho nhân loại. Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman đã đích thân trao tặng cho ông Nicholas Winton chiếc huân chương cao nhất của đất nước này vào ngày 28 tháng 10 năm 2014. Đó chính là huân chương sư tử trắng danh giá. Tại các nhà ga của nước Anh và Séc, những bức tượng về Winton được dựng lên để ghi nhớ những cống hiến vĩ đại của ông. Chúng nằm ở cửa số 1 của nhà ga Praha Halavenoe Nadraj ở Praha,
nhà ga Liverpool Street ở London và nhà ga Maidenhead tại Anh. Khi ông qua đời, rất nhiều người thể hiện niềm tiếc thương vô hạn. Một khu vườn tưởng niệm được bà Theresa May, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ, mở ra tại công viên Maidenhead, Oaken Grove. Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Google Doodle đã vinh danh người đàn ông ấy nhân kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 111 của Nicholas Winton. Theo Phương Thúy, nhịp sống kinh tế. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.